Rồi bữa nay cũng mát trong trẻ, hôm nay mình đi câu nha nè, mình cũng ngồi nha. Nói gì anh em đồng hành của mình là dế nha nè. Cám ngâm mình rải mình ngủ nữa nha. Nói gì anh em đồng hành với mình nha. Hồi mình làm đây. Của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc chỉ đạo triển khai các biện pháp phù hợp với công tác phòng chống ứng phó với hạn xâm nhập mặn năm 2023-2024 do El Nino tác động đến khí tượng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thiếu nước xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra trong thời gian năm 2023-2024 trên phạm vi rộng và nguy cơ xảy ra ở vùng cao cấp độ 3. Do đó, sẽ ảnh hưởng đến vụ đông xuân 2023-2024 ở vùng dự án Ngọt Hóa Gò Công để đảm bảo sản xuất cây trồng an toàn, ứng phó tốt với hạn 2020. Số lượng 25 bé trẻ sinh năm 2000 sắp gặp mặt trong mùa khô năm 2023-2024. Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn thông báo đến các nhà nông trên địa bàn xã Bình Sơn để cùng nhau tập trung giải quyết các vấn đề này. Tưởng đâu xảy ra chứ. À, là đến thứ 6 trong giờ hành chính kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023. Nó mang một hút nóc rồi. Hai buổi trên ngày đánh, một đơn nhập học nhà trường phát, phụ huynh tiếp và nộp lại chung với hồ sơ trên. Các quý phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho các bé học, vui lòng thực hiện đầy đủ hồ sơ và đăng ký thời gian theo thông báo, trân trọng cảm ơn. Thông báo về việc tập trung học sinh năm học 2023-2024 căn cứ số 2 công văn số 5330 QĐTK sở ngày 2 tháng 8 năm 2023 về việc thực hiện quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 trường tiểu học Nguyễn Văn Trường thông báo tập trung học sinh năm học 2023-2024 tiếp tục thu nhận của trung học lớp 1 trong địa bàn 8 tháng 8 năm 2023 phụ huynh chưa chạy đến trường ban theo các giấy tờ theo quy định đã thông báo thu nhận học sinh lớp 1 và các cấp còn lại 2 thu nhận học sinh các lớp từ khối lớp 2 đến khối lớp 5 có mặt tại trường lúc 7 giờ từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến ngày 18 tháng 8 năm 2023 ngày 28 tháng 7 năm 2023 về ban hành kế hoạch năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Công văn số 5330 QĐTK không có luôn mày. Chà quá luôn. Ủa không có hả? Một lúc luôn. Và một số học sinh lân cận tiếp tục chỉ thu nhận học sinh lớp 1 và các cấp còn lại 2 thu nhận học sinh các lớp từ khối lớp 2 đến khối lớp 5 có mặt tại trường ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến ngày 18 tháng 8 năm 2023 tiếp tục chỉ thu nhận học sinh lớp 1 với vị trí học sinh đã lên lớp 2 và các cấp còn lại 2 thu nhận học sinh các lớp từ khối lớp 2 đến khối lớp 5 có mặt tại trường lúc 7 giờ từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến ngày 18 tháng 8 năm 2023. Thông báo về việc triển khai Nó hết rồi. Bay hết đã rồi. Chạy, chạy. Chạy rồi. Đúng. Đó, mình đâu thoải mái luôn. Chạy, khô. Xin lẹ. Chào anh em luôn nha. Tôi được cũng thấy nhiều anh em rồi. Làm được mới rồi nha anh em. Sao mình làm câu tiếp nha. Được mới cũng khá khá này. Rồi chào anh em luôn nha, hẹn anh em lại video sau nha, cái gì đăng ký cho mình nha. Hello, bye bye, yeah.